Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đã lộ rõ dấu hiệu cho thấy ghế Nguyễn Thanh Nghị sẽ bị lật. Hiện nay, danh hiệu Bộ trưởng trẻ nhất chính phủ đang nằm trong tay ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với tuổi 45 mà làm bí thư tỉnh thì không trẻ, nhưng ở tuổi này mà ngồi vào ghế Bộ trưởng thì ông Nghị là trẻ nhất. Tuy nhiên, danh hiệu trẻ nhất ấy không phải là điểm tốt cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ở tại Pháp, trẻ hơn ông Nghị 1 tuổi mà ông Macron đã làm tổng thống cường quốc này và được 4 năm. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì lại hoàn toàn khác. Tuổi 45 mà làm bộ trưởng là quá trẻ, vì thông thường tuổi 45 chưa đủ độ cáo già để đấu đá với hàng loạt quan chức cấp bộ khác trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Để có chức bộ trưởng, không ai tin ông Nguyễn Thanh Nghị tự lực cả. Ai cũng biết phần giúp sức cho Nguyễn Thanh Nghị là người cha nổi tiếng của ông là Nguyễn Tấn Dũng và ông Thủ tướng có nhiều ân tình với cha của ông Nguyễn Thanh Nghị. Việc ông Nghị được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng vào hôm 8 tháng 4 ở tuổi 45 chỉ là mang tính thủ tục mà thôi. Và ông Nghị đã trở thành người đứng đầu Bộ Xây dựng sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ này từ tháng 10 năm ngoái. Lúc đó, ông được bổ nhiệm quay trở lại chức vụ này sau khi làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản cũng vừa kết thúc vào hôm 1 tháng 2. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ. Ai cũng biết, trường hợp của ông Nguyễn Thanh Nghị cũng như nhiều trường hợp khác đã được quy hoạch từ rất lâu. Tuy nhiên, phải hiểu rằng chân ghế bộ trưởng mà ông Nguyễn Thanh Nghị đang ngồi ấy có 4 chân thì 2 chân được giữ bởi ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó có nghĩa là nếu ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào cánh tay giữ ghế của ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Nguyễn Thanh Nghị cũng ngã nhào. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng có thêm 5 năm giữ chức Tổng Bí Thư thì số phận của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đang bỏ ngỏ. Được biết, trước khi được điều động trở lại Hà Nội làm công việc mà trước đó ông đã đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, động thái mà truyền thông trong nước khi đó gọi là thuyên chuyển công tác, ông Nghị đã bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào hồi tháng 8 năm ngoái. Và bản thân ông Nguyễn Thanh Nghị đã dính phốt rất nhiều. Được biết, ông Nguyễn Thanh Nghị là người duy nhất trong số 5 bí thư tỉnh ủy Kiên Giang bị Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đề nghị xét xử kỷ luật vì liên quan trách nhiệm đối với các sai phạm trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh này từ năm 2011 kéo dài tới năm 2017, đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Kỷ luật của ông Nguyễn Thanh Nghị ở Kiên Giang hồi tháng 8 năm ngoái được cho là rất nhẹ. Đó là kỷ luật phê bình là mức thấp nhất so với khiển trách và cảnh cáo rồi khai trừ ra khỏi đảng. Hình thức kỷ luật nhẹ như thế này được cho là có bàn tay của ông Nguyễn Tấn Dũng can thiệp vào, làm cho Nguyễn Thanh Nghị không phải mất chức và từ đó vẫn nuôi hy vọng về Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đã từng bị dính sai phạm. Theo quy định về kỷ luật thì phê bình về mặt chính quyền không bị ghi vào lý lịch cá nhân và đảng viên, người ta không coi đấy là một hình thức kỷ luật nặng, cho nên đây chỉ là một lời nhắc nhở và không ảnh hưởng gì đến việc tiến thân. Tuy nhiên, vết chàm này vẫn được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi vào sổ đen. Khi nào ông Trọng cần đến thì họ sẽ lại lôi nó ra. Trước đây, ông Trương Tấn Sang, người lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị và Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cũng bị khiển trách vì thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam. Đây là vụ án nối đình nối đám lúc đó và người ta vẫn thường gọi là vụ án năm Cam. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang lúc đó đang đứng trên đôi chân của mình. Còn hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị thì đang đứng nhờ sự trợ giúp của ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Minh Chính. Nội lực của ông Trương Tấn Sang cũng mạnh hơn rất nhiều. Khi Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật kiểm điểm, người ta cứ ngỡ ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ ngã ngựa vì chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó rất hằng. Đồng thời, lúc đó, ông Trọng cũng đang kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, có quyền lực rất lớn. Tuy nhiên, cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã tai qua nạn khỏi khi đó. Và câu hỏi tiếp tục đặt ra là ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm gì để cứu cậu con trai của mình? Trong thời gian ông Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ xuất hiện trở lại
sau khi trả lời phỏng vấn của VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban, để ca ngợi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Và theo giới quan sát, đó có thể là tín hiệu gì đó về thế cân bằng quyền lực trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 được tổ chức trong vài tháng sau đó. Lời ca ngợi này được cho là tín hiệu tốt cho phe phái của ông. Và cho đến hôm nay, với việc ông Phạm Minh Chính nắm giữ chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ, có thể nói là thành công mỹ mãn đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước gọi là đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, người thâu tóm được nhiều quyền lực trong tay hơn khi kiêm nhiệm chức chủ tịch vào tháng 10 năm 2018, sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì một loại virus lạ. Trong vài năm qua, chiến dịch này được giới quan sát cho rằng là nhắm vào ông Dũng thông qua hàng loạt các đại án liên quan đến nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngân hàng và cả ngành công an, dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đinh La Thăng và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án tù rất dài. Tuy nhiên, động thái này cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thể làm lung lay được ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng còn vất vả giữ ghế cho cậu con trai Nguyễn Thanh Nghị. Sau khi được luân chuyển về đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng lần thứ hai, ông Nghị tiếp tục thăng tiến chức Bộ trưởng. Ông Nghị lần đầu tiên được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2011, khi mà bố ông đang làm Thủ tướng Chính phủ, và lúc đó ông mới có 35 tuổi. Sau đó, ông trở thành người đứng đầu tỉnh Kiên Giang, nơi xuất thân của ông Dũng. Từ năm 2015 đến năm 2020, ông đã công tác ở đây. Theo truyền thông trong nước, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bầu. Chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng là khá phù hợp với nghề mà ông Nguyễn Thanh Nghị đã có kinh nghiệm và được học. Theo lý lịch của ông Nghị, được đài VTV đăng tải, tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng và từng có thời gian công tác tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là giảng viên và sau đó là phó hiệu trưởng. Ông có bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Cornell, Washington, Mỹ. Và như vậy là ông Nguyễn Thanh Nghị đã hạ cánh nhưng vẫn chưa an toàn. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng còn quyền lực ngày nào thì cha con ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị lo âu ngày đó. Còn nhớ vào năm 2016 khi mà Nguyễn Xuân Anh, con trai của Nguyễn Văn Chi, đã được cơ cấu vào ghế bí thư thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên sau đó chưa đầy 2 năm thì ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức và bị tước đảng tịch. Cho tới giờ này người ta cũng không biết ông Nguyễn Xuân Anh đã bị tội gì. Nếu tội đủ lớn thì phải truy tố, nhưng không. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam họ không truy tố. Điều đó cho thấy họ chỉ cố tình lật Nguyễn Xuân Anh để lấy chiếc ghế mà thôi. Và với nguyên nhân rồi thì tất nhiên là do sai phạm trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của nó là cha của Nguyễn Xuân Anh, tức là ông Nguyễn Văn Chi, không đủ lực để giữ chiếc ghế bí thư thành phố cho con trai. Lúc Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật cách chức là lúc ông ta chỉ mới có 41 tuổi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Anh, một bài học cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ở địa phương mà tầm 40 đến 45 tuổi là những người không phải tự đứng tên đôi chân của mình. Ở trung ương thì độ tuổi từ 45 đến 50 thì hầu hết cũng không tự đứng trên đôi chân của mình. Nguyễn Thanh Nghị mới có 45 tuổi và để cho Nghị có thể đứng được thì ông Nguyễn Tấn Dũng cần phải yểm trợ cho Nghị thêm 5 năm nữa. Như vậy, trong 5 năm tới sẽ là 5 năm đầy rủi ro đối với Nguyễn Thanh Nghị. Trong nhiệm kỳ thứ 3 của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thanh Nghị trụ được thì ắt sang năm 2026, Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiến thân như diều gặp gió. Như vậy, từ nay đến năm 2016, ngoài việc ông Dũng lo vòng ngoài, thì vòng trong ông Dũng cần phải nhờ ông Phạm Minh Chính hỗ trợ thêm. Có như vậy thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể tài quà nạn khỏi cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 với bản tin lộ rõ dấu hiệu cho thấy ghế Nguyễn Thanh Nghị sẽ bị lật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.